Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của GearVN. Nhu cầu về thông tin đang là một nhu cầu cực kỳ thiết yếu trong cuộc sống hiện nay, và đặc biệt là đối với các bạn trẻ đam mê về công nghệ. Vì thế GearVN đã quyết định làm một bản tin tổng hợp về công nghệ dành cho các bạn hàng tuần, để cho các bạn có thể nắm bắt được những cái thông tin nóng nhất và hot nhất trong thời gian qua của giới công nghệ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với GearVN Tech News số nhất, và với thông tin đầu tiên là AMD sẽ xác nhận là VGA 7 nanomet mới sẽ hỗ trợ chơi game tốt hơn. Gần đây thì ông David Wang, phó chủ tịch khối Radeon Technology, đã xác nhận là mỗi năm AMD sẽ tung ra một dòng sản phẩm VGA mới. Đây là một bước đi được đánh giá là táo bạo trong thời buổi cạnh tranh cao như thế này. Theo roadmap của AMD thì năm nay AMD sẽ tung ra dòng card Vega mới trên tiến trình là 7 nanomet sau khi tung ra dòng Vega 14 nanomet đã đạt được nhiều thành công trong năm vừa qua. Ở Computex 2018 vừa rồi thì cũng có những xác nhận về một phiên bản Vega 7 nanomet có VRAM lên đến 32GB. Nhiều người cho rằng với dung lượng VRAM lớn đến thế thì em card này sẽ được dùng chủ yếu để tính toán và làm việc chứ không phải là để chơi game. Tuy nhiên, bà Lisa Su, CEO của AMD, lại xác nhận sẽ có một dòng card 7 nanomet mới dành riêng để chơi game sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới. Không biết là trong thời gian tới của bà ấy sẽ ám chỉ là cuối năm 2018 hay là đầu năm 2019 nữa, có lẽ chúng ta cần phải chờ xem. Và trong lúc mà AMD với cả Nvidia đấu nhau ấy, thì đối thủ cạnh tranh thứ 3 của họ đã bắt đầu xuất hiện. Mới đây thì Intel đã công bố sẽ chính thức ra mắt dòng card màn hình rời đầu tiên của hãng vào năm 2020. Để hiện thực hóa tham vọng này, Intel đã chiêu mộ Raja Koduri, từng là trưởng bộ phận đồ họa tại AMD, nay nắm giữ vai trò phó chủ tịch mảng Core and Visual Computing mới thành lập của Intel. Bên cạnh đó thì Koduri cũng sẽ chịu trách nhiệm quản lý các sáng kiến mới trong việc thúc đẩy những giải pháp tin học hiện đại, trong đó bao gồm cả mảng GPU tích hợp onboard cũng như là GPU rời của Intel. Chuyên gia phân tích Ryan Stroud nhận định dòng card rời của Intel sẽ là một đối thủ đáng gờm mà AMD và Nvidia phải dè chừng. Tuy nhiên, Stroud cũng nhấn mạnh để có thể cạnh tranh sòng phẳng với hai gã khổng lồ trên, dòng GPU mới của Intel cần phải sở hữu sức mạnh tương đương hoặc là hơn ít nhất 20% thì mới đủ sức thu hút người dùng. Intel hiện chưa tiết lộ nhiều về đối tượng khách hàng mà hãng hướng tới, nhưng đại diện của hãng cũng đã xác nhận là các trung tâm dữ liệu lẫn giới game thủ đều nằm trong kế hoạch này. Wow! Đó là một thông tin cực kỳ thú vị, và biết đâu sau này chúng ta khi đi mua máy tính ý, sẽ có cái combo mà bán chip Intel đi kèm với card đồ họa rời Intel luôn thì sao. Nhưng mà đó là ở tương lai xa. Còn tương lai gần thì Xiaomi vừa mới tung ra router Wi-Fi mới với giá cực kỳ rẻ. Xiaomi vừa tiếp tục trình làng Mi Router 4Q, dù hãng này đang phân phối khá là nhiều mẫu router khác nhau. Mi Router 4Q có màu xanh sáng nên sẽ khá là nổi bật trong nhà hoặc văn phòng của bạn. Chiếc router này có kích thước là 200 x 134 x 178mm và có 3 anten đa hướng. Phía trong máy là vi xử lý QCA 9561-775MHz, bộ nhớ RAM 64MB và dung lượng lưu trữ là 16MB. Là phiên bản giá rẻ của router 4 nên router 4Q chỉ hỗ trợ Wi-Fi đơn băng tần là 2.4GHz và MIMO 3x3 với tốc độ tối đa là 450Mbps. Quan trọng nhất là giá niêm yết của em router này chỉ là 15 đô và hiện tại đang được bán với giá là 14 đô mà thôi, nghĩa là rơi vào khoảng 400.000 đồng. Đây chắc chắn là sản phẩm phù hợp với đa số các bạn sinh viên cần router Wi-Fi để chia Wi-Fi cho cả nhà dùng chung. Hơi tiếc là mình cũng đang dùng một cái router Wi-Fi cũ cũng của Xiaomi luôn rồi. Vì thế nên khi em này về Việt Nam ấy, có lẽ là mình sẽ dụ thằng bạn mình mua để mình dùng thử xem. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một vài thông tin về thể thao điện tử. Vòng chung kết Việt Nam LAN Final của giải đấu PUBG SEA Championship 2018 đã kết thúc vào 10 giờ tối ngày 16 tháng 6 vừa qua và chọn ra 4 đại diện đi Thái Lan tham dự giải đấu PUBG SEA Championship 2018. Và rất xuất sắc giành được ngôi vương chính là Divin Esports. Theo sau đó là 3 đội tuyển giành được tấm vé đi Thái Lan lần lượt là Pochinki Hao, Refun Gaming và Gigabyte Marine. Cả 4 đội đều có những màn trình diễn xuất sắc và đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả PUBG Việt Nam. Và chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chặng đường của họ tại giải đấu PUBG SEA Championship 2018 sẽ diễn ra vào 2 ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2018 sắp tới, nghĩa là cuối tuần này này. Đội vô địch giải này sẽ giành được 40.000 USD và một suất tham dự giải PUBG Global Invitational 2018 diễn ra tại Berlin, nước Đức. Vì thế hãy dành cuối tuần của bạn để ủng hộ cho 4 đội tuyển Việt Nam tại giải đấu PUBG SEA Championship 2018. Với màn trình diễn vừa rồi của 4 đội tuyển này thì mình nghĩ là cái cơ hội có một đội Việt Nam vô địch giải PUBG SEA Championship 2018 này cũng phải lên đến 50-60% đấy. Vì thế các bạn hãy dành thời gian và ủng hộ hết mình cho 4 đội tuyển Việt Nam nhé. Còn bây giờ thì chúng ta đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay. Đây sẽ là một thông tin hơi buồn một chút cho các bạn fans của Liên minh Huyền Thoại, bởi vì một tượng đài của Liên minh Huyền Thoại đã quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu.
Thánh kéo của cộng đồng Liên minh Huyền thoại, tượng đài Medline chính thức dã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 25. Có lẽ cái tên Medline đã quá quen thuộc với các bạn rồi, với những màn trình diễn hách não cực kỳ tuyệt vời với Thresh hay là Arista. Từ khi rời khỏi đấu trường LCK Hàn Quốc và phiêu bạt sang Gold Coin United ở Bắc Mỹ, Medline đã không thể cùng đồng đội lên nổi NCS Bắc Mỹ trong 2 mùa liên tiếp, nên có lẽ đây chính là lý do phần nào dẫn đến quyết định này của anh. Thật đáng tiếc khi những người cùng thời với anh như là Score, Ambition, Ryu hay là Impact đều đã và đang đạt được những thành tựu nhất định, còn anh lại quyết định từ giã sự nghiệp tại đây. Lẽ ra anh có thể học theo Ambition và đi lấy vợ để đổi vận may, là ăn ngay một chiếc cúp vô địch thế giới, sau đó giải nghệ cũng được mà. Và đó cũng là thông tin cuối cùng của GVN Tech News số thứ nhất. Và các bạn hãy để lại ý kiến đóng góp ở phần bình luận bên dưới để bọn mình có thể cải thiện cho các số tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đừng quên bấm like và subscribe cho kênh YouTube của GVN.